Xin chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin để hất được đối thủ lớn nhất, Huệ Vương cần thuyết phục Đức, nhà Nguyễn Thị Thanh Nhàn. Hiện nay, Đảng Cộng sản Việt Nam đang khẩn trương hết sức trong khả năng có thể để mà thuyết phục phía Đức đồng ý cho dẫn độ Nguyễn Thị Thanh Nhàn. Ông Phó ban nội chính Trung ương cho biết như thế. Tuy nhiên, cái khó cho chính quyền của Đảng Cộng sản Việt Nam là việc xét xử vắng mặt một bị cáo, thì liệu bản án đấy có được phía Đức thừa nhận hay không? Tư pháp của Việt Nam chỉ là tư pháp công cụ ông Tổng Bí Thư ra lệnh cho tòa xét xử thì tòa xử thôi, mà đã là tư pháp công cụ thì tất cả đều không thể tin tưởng. Xét xử vắng mặt thì liệu bản án có được phía Đức chấp nhận cho dẫn độ hay không? Chuyện về bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn như thế nào mà trong nước chưa tỏ nhưng ngoại nước ngoài đã tưởng. Ở nước ngoài tiếp cận thông tin về bà Nhàn không phải là từ những vụ án kinh tế đấu thầu ở các tỉnh mà họ biết về bà Nhàn như là một trung gian mua bán vũ khí giữa bộ quốc phòng việt nam và cơ quan mật vụ israel thông tin này đã bị đảng cộng sản việt nam bưng bít hoàn toàn với người dân ở trong nước ngoài ra từ nguồn tin riêng cho chúng tôi nhận được bà nguyễn thanh nhàn còn tranh phần của hai ông lớn chuyên nhập khẩu vũ khí cho bộ quốc phòng đó là tổng công ty xuất nhập khẩu tổng hợp vạn xuân vasuco và, và tổng công ty kinh tế kỹ thuật công nghiệp quốc phòng ks điều đáng nói là một doanh nghiệp tư nhân mà có thể chen chân vào thị phần của các công ty thuộc bộ quốc phòng Ai đã đưa bà nhàn vào thị phần này? Nếu bắt được bà nhàn, thì những người này sẽ bị liên thớt, là điều khó tránh khỏi. Phía chính quyền của đảng Cộng sản Việt Nam xác định là hợp tác quốc tế để dẫn độ. Tuy nhiên, câu hỏi đặt ra là ai là người đi du thuyết để thuyết phục phía Đức đầy? Theo tờ nhật báo Thát, thì bên Đức đã từ chối đề nghị dẫn độ của bên phía Việt Nam. Nên hiện giờ làm sao thuyết phục họ cho được? Hiện nay chỉ mới nửa nhiệm kỳ trung ương, nhưng đảng Cộng sản đã cho mở cuộc chạy đua giành chiếc ghế cho nhiệm kỳ sau. Tuy nhiên, cuộc đua mới chỉ ở cấp ủy viên Trung ương Đảng, còn cấp ủy viên Bộ Chính trị và Tứ trụ thì vẫn chưa ngã ngũ. Ngày nào bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn còn an toàn, thì ngày đó ông Phạm Minh Chính còn trụ vững. Không ai có thể lay chuyển được. Đại sứ quán Đức tại Hà Nội thông báo ông Vương Đình Huệ sẽ thăm Đức vào tháng 9. Ngày 4 tháng 8 vừa qua, trên trang fanpage của Đại sứ quán Đức tại Hà Nội đăng thông báo Chúng tôi vui mừng chờ đón chuyến thăm Đức của Ngài Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ vào cuối tháng 9 tới và đã cùng tiến sĩ Đôn Tuấn Phong, Chủ tịch nhóm hữu nghị Việt Nam-Đức, Phó chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội, chuẩn bị cho chuyến thăm này. Không biết chuyến thăm của ông Vương Đình Huệ đến Đức vì mục đích gì? Liệu rằng ông Huệ có đến Đức để mà thuyết phục phía Đức cho dẫn độ bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn hay không? Bởi việc dẫn độ bà Nhàn có liên quan đến cán cân quyền lực trên bàn cờ chính trị tại Việt Nam. Tham vọng của ông Vương Đình Huệ là chức tổng bí thư nhiệm kỳ tới. Nhưng nếu không quật đông Phạm Minh Chính thì vẫn có thể đó là tiềm ẩn nguy cơ thất bại. Ở đại hội lần thứ 13 đầu năm 2021, ông Vương Đình Huệ từng thua trắng bụng trước Phạm Minh Chính trong cuộc đua vào chiếc ghế thủ tướng. Một ông từng giữ chức phó thủ tướng mà để thua một ông từ ban tổ chức trung ương chạy sàng. Tương lai, chức tổng bí thư đối với ông Vương Đình Huệ vẫn chưa chắc chắn. Đã là một trụ mạnh trong tứ trụ, nếu không nắm công an thì phải nắm được quân đội không nắm hết được quân đội thì cũng phải nắm một phần trong đó. Hiện nay ông Tổng Bí Thư nắm được công an và một phần trong quân đội. Ông Thủ tướng cũng nắm một phần trong quân đội. Và quan trọng là ông Thủ tướng nắm được Tổng cục Tình báo của quân đội, tức là Tổng cục 2. Cho nên bè được ông Thủ tướng là rất khó nếu không tóm được bà nhàn Ông Vương Đình Huệ hiện nay chỉ dựa bóng Tổng Bí Thư. Về thực lực thì ông Huệ còn xa mới bằng được ông Chính. Nếu không thuyết phục được Đức để dẫn độ bà nhàn thì ngay cả ông Tổng còn bó tay trước ông Thủ tướng chứ nói gì để đông Chủ tịch Quốc hội. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình trực tiếp với bản tin để hất được đối thủ lớn nhất, Huệ Vương cần thuyết phục Đức nhà Nguyễn Thị thành Nhàn. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi Youtube và Facebook của Thời báo de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào bản tin lần tới. Trung Khoa Thời báo chấm xiết cổ giáo viên, dồn tiền cho công an. Hãy hỏi ông đầu đảng, đừng hỏi ông đầu bộ giáo dục. Mà ngày 15 tháng 8, bộ giáo dục và đào tạo tổ chức buổi gặp gỡ giữa bộ trưởng và các nhà giáo, cán bộ quản lý, nhân viên ngành giáo dục. Bộ giáo dục của chế độ này như thế nào thì mọi người cũng đã biết. Trong ngành giáo dục có rất nhiều vấn đề, chỉ cần đưa ra một vấn đề thôi thì cũng đã thấy chế độ này làm giáo dục tệ hại như thế nào. Được biết, lương giáo viên mới ra trường chỉ khoảng 5 triệu đồng mỗi tháng. Thật không thể tưởng tượng nổi với cái gọi là trăm năm chồng người của ông Hồ Chí Minh. Chồng người kiểu gì mà trả lương giáo viên như thế thì làm sao họ sống cho được? Mà chuyện này không phải mới xảy ra, nó đã mỉ từ rất nhiều năm nay. Đó là một trong những lý do ngành sư phạm bị ghẻ lạnh. Từ hơn 30 năm trước, học sinh đã chuyển nhau câu nói chuột chạy cùng xào bước vào sư phạm y nói học sinh bí đường không đậu vào những trường khác thì mới nộp đơn vào ngành sư phạm bóc lột tàn nhẫn người giáo viên chất vấn ông bộ trưởng bộ giáo dục như thế là đúng nhưng ông cũng không thể nào giải quyết được vấn đề câu hỏi đặt ra là tại sao lại như vậy bởi ngân sách của bộ giáo dục được đảng ban phát xuống vô cùng ít ỏi chính vì thế lương giáo viên vẫn ba cọc ba đồng không có cách nào thay đổi được Thêm vào đó là chính sách tiền lương của chính quyền này đang dìm cả xã hội xuống đáy, bao gồm cả giáo viên. Được biết, mức lương tối thiểu của vùng 1 là vùng được áp mức lương tối thiểu cao nhất thì cũng chỉ là 4,68 triệu đồng mỗi tháng. Thật là kinh khủng, Đảng Cộng sản dìm dân trong khốn cùng và đói nghèo với chính sách tiền lương như thế. Đã nhiều lần, tờ Thời báo chấm đề đề cập đến việc phân bổ ngân sách trung ương của Đảng Cộng sản Việt Nam nó bất hợp lý như thế nào đó là chi cho bộ công an thì quá lớn với con số lên tới 99.953 tỷ đồng. Còn chi cho bộ giáo dục chỉ vẩn vẹn có 6.255 tỷ đồng. Với việc chi ngân sách bất công như vậy thì lương giáo viên còm cõi, ngành giáo dục thiếu trường là điều dễ hiểu. Chưa bàn về triết lý giáo dục, chỉ cần nhìn vào cách chi tiêu của Đảng Cộng sản thì đủ thấy chính quyền này đang tước mất nhu thu nhập của giáo viên để dồn cho công an như thế nào với ngân sóc vẹn vẹn có như thế thì dù có chất vấn ngàn lần ông bộ trưởng bộ giáo dục cũng chẳng giải quyết được gì. Lương giáo viên thì vẫn chết đói, nhà trường phải đè đầu phụ huynh ra để mà chấn lột, để có kinh phí hoạt động và cũng là có chút đỉnh để lãnh đạo trường sơ muối Cơ chế nó như thế thì tạo thành một nền giáo dục bệ giả như thế thôi. Ông Nguyễn Kim Sơn sẽ không thể làm gì để mà cứu giáo viên vì đấy là chính sách của đảng. Trong chế độ này, lãnh đạo nào biết vâng lời thì ngồi ghế lâu, còn lãnh đạo nào dám đặt câu hỏi khó với cấp trên thì sẽ bị bày ghế. Vấn đề chi ngân sách là vô cùng bất công như vậy, cần ông Nguyễn Phú Trọng can thiệp. Tuy nhiên, có cho vàng thì ông Nguyễn Kim Sơn cũng không dám đề xuất với ông Tổng Bí Thư để mà cắt tiền bên công an chuyển cho bên giáo dục. Chỉ với lá bùa thiêng của ông Tổng Trọng ban cho ông Lê Thanh Thản mà công an thành phố Hà Nội, Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Hà Nội, Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội, Bộ Nông nghiệp và Công nghiệp Nông thôn đều phải sợ thì át hẳn ông Nguyễn Kim Sơn không dám làm liều để mà hỏi vặn ông Tổng. Bao nhiêu đời Tổng Bí Thư Đảng Cộng sản vẫn chủ trương siết cổ y tế và giáo dục, dồn hết cho bên công an. Hiện nay, dư luận xã hội đang chĩa mũi rùi vào ông Nguyễn Kim Sơn về chế độ lương bổng chết đói. Trong khi đó, quyết định về việc Trung ương chi như thế nào thì cần tiếng nói của ông Trọng chứ không phải là tiếng nói của ông Sơn. Nhưng ông Nguyễn Phú Trọng hiện nay đang bận đốt lò để đánh bóng tên tuổi của mình ông không có thể gian đâu mà lo cho giáo dục mà lo cho giáo dục tốt làm gì để rồi ngành này không tạo ra những con người biết thuận phục thì lại nguy cho chế độ đảng cứ để cho ngành giáo dục sống dở chết dở cũng chẳng sao bởi làm lãnh đạo của đảng cộng sản đâu cần có chữ nghĩa để làm gì mà dân không có chữ thì lại càng tốt vì khi dân có chữ tốt thì sẽ ắt lắm chuyện chứ chẳng có ích lợi gì cho đảng Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương truyền hình trực tiếp với bản tin siết cổ giáo viên dồn tiền cho công an, hãy hỏi ông đầu đảng, đừng hỏi ông bộ giáo dục. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời Báo .d để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa Thời Báo .d